Ngọc Thơ Thời báo chấm đê kính chào quý vị và các bạn kính mời các bạn xem bản tin Việt Nam cần chủ động hơn để đối phó với sự leo thang của Trung Quốc trên Biển Đông Ngày 26 tháng 5, AFA tiếng Việt có bài Không thể tin tưởng Trung Quốc Việt Nam cần chuẩn bị đối phó chủ động hơn với chiến thuật vùng xám mới Hình ảnh bài trên AFA Theo đó, Trung Quốc vừa mở một cuộc tập trận cường độ cao ở Biển Đông với một đội tàu hải quân được cho là khá mạnh tham gia. Một tàu khu trục lớn 10.000 tấn lớp 055 của Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA dẫn đầu. Trong bối cảnh mà truyền thông Trung Quốc gọi là căng thẳng gia tăng, đài truyền hình Trung ương Trung Quốc hôm 23 tháng 5 và Hoàn cầu Thời báo hôm 24 tháng 5 đưa tin tàu khu trục Type 052D Trường Sa và các tàu khu trục Type 054A Liễu Châu và Nhạc Dương trực thuộc lực lượng hải quân của Bộ Tư lệnh Chiến khu phía Nam VLA kết hợp với sự dẫn dắt của tàu khu trục lớn nói trên đã tiến hành một cuộc tập trận phối hợp ở Biển Đông mà Trung Quốc gọi là Biển Nam Trung Hoa trong hơn 80 giờ kéo dài trên 4 khu vực trong 4 ngày 3 đêm. AFA cho biết diễn biến này xảy ra vào thời điểm mà tàu khảo sát hướng Dương Hồng 10 cùng các tàu hải cảnh, tàu cá Trung Quốc xâm phạm vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Bên cạnh Trung Quốc triển khai đèn báo hiệu tại quần đảo Trường Sa mà đã bị Việt Nam lên tiếng phản đối. Hình ảnh bản tin tiếng Anh về cuộc tập trận mới này của Trung Quốc. AFA dẫn lời nhà nghiên cứu Biển Đông Hoàng Việt cho biết Trung Quốc sẽ luôn luôn quấy nhiễu đe dọa những quốc gia khác ngay trong vùng đặc quyền kinh tế của chính quốc gia đó. Ông Việt cho rằng cuộc tập trận này mang nhiều hàm ý Trung Quốc muốn thể hiện sức mạnh là một cường quốc vô địch muốn độc chiếm Biển Đông. Do đó, nếu quốc gia nào dám phản kháng thì sẽ phải đối diện với sức mạnh của Trung Quốc. Đối với Mỹ, họ gửi một thông điệp khác rằng vùng biển này là ao nhà của Trung Quốc. Trong khi đó, AFA cho biết từ ngày 23 tháng 5 đến ngày 25 tháng 5, Trung Quốc lại cử tàu huấn luyện thích kế quan của Hải quân thăm xã giao thành phố Đà Nẵng. Nhận xét về sự kiện này, nhà nghiên cứu Hoàng Việt cho biết Việt Nam không thể tin tưởng các tín hiệu trái chiều của Trung Quốc bởi vì không phải là bây giờ hay mới gần đây mà trong suốt thời gian rất dài, ít nhất là từ năm 1990 cho đến bây giờ Trung Quốc luôn luôn có lối hành động cư xử như vậy tức là nói một đằng, làm một nẻo Hình ảnh báo chí Việt Nam quan ngại Nhận định về thời gian tới đây, theo ông Việt những hành động của Trung Quốc trên biển Đông sẽ không bao giờ giảm bớt. Trung Quốc sẽ tiếp tục những hành động đe dọa và đe dọa quân sự bằng cách một mặt là thông qua các cuộc tập trận và gửi thông điệp đe dọa qua đó và thứ hai là họ vẫn tiếp tục các hoạt động với chiến thuật vùng xám để thể hiện tham vọng. Ví dụ như việc Trung Quốc đưa tàu hướng Dương Hồng 10 vào quấy nhiễu trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Ông Việt nhận định Trung Quốc sẽ nâng tầm của chiến thuật vùng xám này. Đây là điều mà Việt Nam nên quan tâm. Việt Nam đã từng đối phó chiến thuật vùng xám của Trung Quốc rất tốt hồi năm 2014. Nhưng trong tình hình mới thì phải chuẩn bị tốt hơn và cần phải tăng cường sự ủng hộ của quốc tế, cần phải lên tiếng sớm cho quốc tế biết. Ông Việt cho rằng việc tàu hướng dương hồng 10 vào từ đầu tháng này nhưng mãi gần đây, Việt Nam mới cho người phát ngôn Bộ Ngoại giao lên tiếng thì như thế là quá chậm. Trung Quốc là một thế lực đang lên và đang gây quan ngại, lo ngại với rất nhiều quốc gia trên toàn cầu, cũng như khu vực. Việt Nam cần tiếp tục làm tốt việc củng cố an ninh bờ biển của mình, tiếp tục làm tốt như hồi năm 2014, đèo bám theo dõi quyết liệt tàu thuyền của Trung Quốc xâm phạm chủ quyền, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ của quốc tế cũng như chuẩn bị tốt cho dư luận ở trong nước. Có sự chuẩn bị tốt và chủ động sáng tạo sẽ giúp cho việc đối phó, ứng phó với sách lược thủ đoạn vùng xám của Trung Quốc một cách hiệu quả hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ thời báo chấm với bản tin Việt Nam cần chủ động hơn để đối phó với sự leo thang của Trung Quốc trên Biển Đông. Phải chăng đảng muốn quay lại thời kỳ toàn trị sau 1975? ngày 27 tháng 5 trên trang Facebook cá nhân của tác giả Nguyễn Ngọc Chu có bài Lương có thể tăng nhưng tướng không thể loạn. Bài bình về tình trạng phong tướng ồ ạt hiện nay. Tác giả cho rằng từ cổ chí kim, tướng là danh hiệu dành cho các bậc cầm quân xuất sắc. Tướng không phải là chức danh bán lấy tiền nộp ngân khố quốc gia như ông Hiệu, ông Cửu. Tướng càng không phải là danh hiệu để hội hè ăn mừng. Hình ảnh status trên trang cá nhân của tác giả Nguyễn Ngọc Chu. Một đất nước trong chiến tranh tìm ra một đại tướng là đã khó. Huống chi trong thời bình biết ai giỏi mà phong đại tướng. Tác giả nhận xét chỉ nói riêng nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa trải qua cuộc chiến tranh kháng Pháp chống Mỹ với quân đội cả triệu người. Nhưng đến năm 1975 chỉ có 36 vị tướng, trong đó có hai đại tướng. Này tác giả cho biết vào thời bình, quân số không quá nửa triệu người, 448.500 quân thường trực, mà tính đến ngày 16 tháng 5 2018, quân đội đã có 415 tướng, trong đó có 3 đại tướng, 18 thượng tướng, 81 trung tướng. Theo luật sĩ quan quân đội nhân dân Việt Nam năm 2014, thì quân đội được phép có tối đa 415 tướng, Vậy nhưng kỳ lạ thay, vào năm 2014, quân đội có đến 489 sĩ quan cấp tướng với công an. Theo tác giả, trước năm 1976, chỉ có 3 sĩ quan công an Việt Nam được phong tướng, nhưng đều thuộc lực lượng công an vũ trang, tức bộ đội biên phòng Việt Nam hiện nay. Theo luật công an nhân dân năm 2018, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 7 năm 2019, lực lượng công an nhân dân có tối đa 199 cấp tướng, trong đó có một đại tướng, 6 thượng tướng, 35 trung tướng, 157 thiếu tướng. Này tác giả cho hay trong phiên họp quốc hội ngày 27 tháng 5 năm 2023, Bộ trưởng Bộ Công an đề xuất có thêm 6 vị trí hàm cấp tướng, trong đó có một thượng tướng cho vị trí sĩ quan công an biệt phái, được phê chuẩn chức vụ chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội không dừng lại ở đó, Ủy ban Quốc phòng An ninh đề xuất nghiên cứu bổ sung một vị trí có cấp bậc hàm cao nhất là đại tướng đối với sĩ quan công an nhân dân biệt phái khi được Đảng phân công và được Quốc hội bầu giữ chức phó chủ tịch Quốc hội. Hình ảnh Đảng lại đề cập đến khái niệm sĩ quan công an biệt phái. Tác giả phân tích ở nước ta, Đảng lãnh đạo toàn diện, những quyết định quan trọng nhất được quyết định bởi bộ chính trị và ban chấp hành Trung ương Đảng. Tại bộ chính trị và ban chấp hành trung ương đã có tất cả các tướng lĩnh cần thiết tham dự. Nếu Quốc hội quyết định được những điều quan trọng về quốc phòng và an ninh mà bộ chính trị và ban chấp hành trung ương không thể quyết định được thì hãy nên xem xét hàm đại tướng cho vị trí phó chủ tịch Quốc hội. Không biết lúc đó có ai đó lại đề nghị xem xét hàm nguyên soái cho vị chủ tịch Quốc hội hay không. Theo luật Công an nhân dân năm 2018, sĩ quan công an biệt phái phải là những sĩ quan công an được điều đến công tác tại cơ quan tổ chức ngoài công an nhân dân theo quy định của pháp luật. Khái niệm này rất quen thuộc đối với công chức Việt Nam giai đoạn sau 1975. Ở thời đó, tất cả các ngành, các cơ quan nhà nước, công ty, xí nghiệp đều có sĩ quan công an hoặc quân đội biệt phái những sĩ quan này là lãnh đạo về mặt đảng đối với các cơ quan mà họ được biệt phái tới vì vậy đã xảy ra những chuyện khôi hài như một ông đại tá công an là bí thư chi bộ phó hiệu trưởng một trường đại học mỹ thuật tất nhiên ông ta chẳng biết gì về hội họa tuy nhiên vì là lãnh đạo nên ông ta có quyền tham gia vào các hoạt động nhà trường kể cả tuyển sinh hay chấm giải thưởng hội họa kết quả là những tác phẩm hạng bét của những họa sĩ bất tài nhưng giỏi su nịnh thì được giải còn những tác phẩm giá trị của những họa sĩ có tài nhưng không biết su nịnh thì không câu chuyện tương tự cũng xảy ra ở những ngành nghề khác các vị trí biệt phái này đã bị bãi bỏ kể từ sau khi đảng thực hiện đổi mới với việc Bộ trưởng Bộ Công an đề cập đến việc vị trí sĩ quan công an biệt phái giữ chức phó chủ tịch quốc hội phải chăng đảng đang muốn quay lại kiểm soát xã hội theo kiểu toàn trị giai đoạn sau 1975. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D với bản tin "Phải chăng Đảng muốn quay lại thời kỳ toàn trị sau 1975". Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết, cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook của Thời Báo Chấm D để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời Báo Chấm D.